sẽ cùng Giang sáng thôi nha cả nhà ha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với cả nhà một cái chỗ bán cơm tấm, nhưng mà mình thấy cái nét này rất là đặc biệt luôn. Ở chỗ bán cơm tấm này là cơm tấm quang gánh, có nghĩa là hình như là cơm tấm đựng ở trong cái thúng đó cả nhà, rồi sau đó là gánh ra chỗ bán, rồi sau đó là sẽ bán cho các khách hàng. Đây là mình thấy một cái điểm rất là đặc biệt tại phố Vĩnh Long, tại vì bây giờ ở Vĩnh Long thì có rất là nhiều tiệm cơm ha cả nhà ha, nhưng mà ở đây mình thấy cơm tấm quang gánh, nhưng mà hình như là đã lâu lắm rồi đó. Chúng ta sẽ cùng ghé thưởng thức xem sao nha. Đây, cả nhà thấy không? Đây, chỗ này là chỗ là cơm tấm quang gánh. Ở chỗ của chị này ha, mình nhìn thấy thôi rất là đặc biệt rồi. Đó là lý do tại sao mình quyết định là giới thiệu cho cả nhà trong cái buổi sáng, cùng ăn sáng chung với mình ngày hôm nay nha. Rồi mình vô gặp, chào chị chủ. Ở đây mình bán gì vậy chị? Ở đây mình bán cái gì? Chị bán món gì á? Bán bánh nướng. À, hình như là em có nghe là chị có bán cơm tấm nữa đúng không ạ? Đúng rồi, cơm nướng. Cơm với bánh nướng. À, ở đây là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chị? Chị bán 6 giờ tới 10 rưỡi. À, từ 6 sáng tới 10 rưỡi. Ở đây thì mình bán là chỉ có hai loại bánh nướng với cơm tấm thôi chị. Ừ. Ở cả nhà xem ha, bánh nướng có hấp dẫn nè. Vậy cơm hay bánh? Vậy là ở đây là mình bán cơm tấm mì hả chị hả? Đúng rồi. À, hình như em nghe những người mà nhắn với em là chỗ cơm tấm mà quang gánh của mình là đã bán lâu lắm rồi phải không chị? Chị bán lâu rồi. Từ lúc đầu mà bán tới bây giờ là khoảng bao nhiêu năm rồi chị hả? Chị bán 30 năm rồi. À, có nghĩa trước lúc đó là chị bán hay là bán mẹ? Bán. À, mẹ chị bán. Nhớ hết trơn ha, ý của khách hàng ha. Vậy đây là một cái góc quán quen ở tại thành phố Vĩnh Long nha cả nhà ha. Đó lý do tại sao mình giới thiệu với cái nhà về cái chỗ bán cơm tấm. À, chị có thể cho em biết chị tên gì không? Dạ. Dạ. À, chị tên Dung. À, chị Dung. Mỗi cái hộp mà cơm tấm bị như vậy thì bây giờ mình bán giá bao nhiêu tiền chị? Là 20 cân. Dạ. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị thưởng thức nha. Chỗ bán cơm tấm quang gánh rất là lạ luôn, và đặc biệt tại thành phố Vĩnh Long. Đã ở Vĩnh Long rồi mà mình chưa. Hôm bữa là mình có gặp một chị, chị đó hay ăn ở chỗ chị Dung nè. Chị đó có giới thiệu với mình là ở chỗ chị Dung bán rất là lâu năm. Đó là lý do tại sao mình muốn dùng thử. Như là khách hàng muốn ăn thêm gì thì gần đem cái dĩa lại thôi. Nhưng lúc trước em nghe nói là không có bàn đúng không chị? Không, mà là chỉ có ngồi ghế rồi cầm cái dĩa cơm ăn thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà giờ là chị cũng bắt hai cái bàn ở đây ha. Đây là chị Dung đang vô nước mắm bánh ướt sẵn hả chị? Rồi cả nhà đợi mình tí nha, mình sẽ mua thử một dĩa cơm của chị Dung để giới thiệu cho cái nhà được biết và thưởng thức cùng mình nha. Rồi bây giờ chị Dung bán cho em một dĩa cơm ha, tấm bì. Bây giờ cái nhà sẽ cùng thưởng thức chung với mình nha. Cái nhà xem mà với trên dưới 35 năm kinh nghiệm. Cái nhà nhìn hấp dẫn không? Nhìn cái nồi cơm này cái nhà. Nóng bốc khói luôn, hấp dẫn luôn ha. À, em không ăn dưa chua nha chị Dung. Dạ. Dạ. Đó. Để ớt không? À, của em không ớt luôn. Đó, cái điểm đặc biệt ở đây là chị Dung sẽ chà nước mắm vào cho cả nhà luôn nha. Đó. Tại vì bán bị không á. Dạ. Ở đây mình chỉ có cái muỗng thôi ha, khỏi có cái nẻ luôn ha. Không có sườn chứ. Dạ. Nẻ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha cả nhà ha. Các bạn. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ha, dĩa cơm tấm quang gánh bì của
của chị Dung, bán ở tại phường 1, ngay góc đường của Lý Thường Kiệt và Nguyễn Thị Minh Khai nha cả nhà. Đó, trên dưới 35 năm nay nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi. Thì trước tiên là mình thấy là cái trong cái dĩa cơm tấm bì này, cái điểm đầu tiên, đặc biệt đầu tiên đó là không có sử dụng nĩa nha. Đó, thì nước mắm đã được trang, chị Dung trang vào. Thì cả nhà muốn ăn mặn hay ăn lạc, hay muốn cơm thêm, hay là muốn những cái gia vị thành phần gì khác thì chỉ cần đem lại chị Dung thôi. Đó, thì chị Dung sẽ cho thêm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nè. Cả nhà xem. Mình thì hôm nay không có ai quay cho mình hết, thành ra là bắt buộc mình sẽ tự quay thôi. Thì cả nhà cũng thông cảm nha, mình không có quay cái mình ăn được, nhưng mà mình sẽ cho cả nhà xem cái cảm nhận của mình về cái dĩa cơm tấm bì này. Cái đầu tiên mình cảm nhận ha, là cái độ nóng ở trong cơm. Mặc dù là đựng ở trong cái quan gánh thôi, nhưng mà cái phần dưới của chị Dung á là có dùng than đó cả nhà, dữ lắm. Cơm nóng rất là khéo nha. Không có khô lắm nhưng mà cũng không có nhão lắm. Nói chung ăn rất là tơi, tơi đó cả nhà. Ăn chung với nước mắm, với bì. Nói chung là nước mắm này á, thì mình cảm thấy giác là cũng rất là ngon luôn. Nấu rất là khéo. Tiếp luôn. Vậy là mình đã giới thiệu xong với cái nhà ha. Một cái góc quán quen, một cái điểm đặc biệt ở tại thành phố Vĩnh Long mà mình gần như là chưa thấy chỗ khác. Đó. Về cái chỗ bán cơm tấm bì nhưng mà sử dụng quan gánh, kèm theo đó là với bánh nước nữa đó cả nhà. Thì cả nhà có muốn mà ăn thử á thì cả nhà hãy ghé thử chỗ chị Dung nha. Ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với đường Lý Thường Kiệt, phường 1. Chị Dung bán từ 6 giờ sáng tới khoảng tới 11 giờ trưa. Nó sớm thì chị ấy sẽ nghỉ sớm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà.